Công nhận cái lực lượng này hùng hậu quá ông bà cô chú ơi. Ok, coi nó cành anh. Coi nó cành anh ơi kìa. Con cùng Thí Liễu mến chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú ơi, hôm nay là con và Thí Liễu sẽ làm món ăn, đó là món gì Thí Liễu? Sườn kho tiêu, cải xả lát xong, nấu canh thịt đậu. Coi nè, các bạn cái đậu nó bự nè. Ồ, tặng kia luôn rồi nè. Ừ. Ăn vô sao nè. Sâu ra. Sao con cộng một vậy? Sâu nè. Con cộng trời một ơi, trời con như nhỏ không vậy? Không, mấy cái này là mình ăn. Này cũng bự rồi nè. Mấy cái này là mình ăn được rồi nè. Ừ. Mà chưa đủ đâu. Mà nó ra quá trời luôn rồi Thí Liễu. Em có thấy đậu ấp chưa? Em có thấy đậu ấp chưa? Đi qua đây, qua đây coi nè. Trời ơi. Thấy chưa? Cái loại đậu ấp này, đậu ấp này sao nó xanh giờ? Giống gì ta? Đậu ấp này đậu ấp nó xanh nhưng mà trắng. Mình này. Đậu cái loại đậu ấp thường thường của mình. Mà đậu ấp này người ta chặt ra rồi nó lên nhánh ra nó ra trái dữ lắm Thí Liễu. Quá trời luôn ông bà cô chú. Phải hầm ở bên của chú có một là cái cây thứ này nè. Cái cỡ này là mình ăn được rồi nè. Mấy cái đứa này thì ui nó. Cỡ này là mình ăn được rồi nè. Mười mấy, hai chục, hai mươi mấy trái luôn. Sao mình không hái luôn đi? Giờ hồi mình cắt đi rồi, cái nào để thôi ngày mai trễ rồi cái... Cái mẹ được không? Hay là cắt thôi? À, cắt đi. Wow, bây giờ kho, sao lại kho luôn? Cái miếng thịt này là bữa mình kho thịt bóng gúa còn dư chút. Nấu bằm, nấu canh với cải xà lách son. Còn này là mua hai cọng sườn về kho tiêu. Em tính đi vô bắt hồi cơm lên, mà cái gì nó nấu rồi vậy? Giờ mình khỏi nấu cơm giờ. Đi vô đây coi nè. Khỏi coi. khỏi coi. Nấu thử cơm ở gì nấu rồi thôi chứ mày anh làm rau đi, em đi rửa thịt. Rồi. Rồi em đi chuẩn thịt cho ăn bằm. Rồi. Đây. Cái này là bà nội đây nhiều quá không bà? Nhiều quá. Cái da này miếng lẩu ăn cũng ngon. Bánh bự quá trời, nó ngộ bên bển tốt hơn bên đây nhiều. Bà bữa làm gì vậy? Bà tiêu rồi đó. Bữa đó là xào. Né, bò né. Nồi hết sức nồi. Muối vô. Xôi. Cái cùng này mầm. Rửa xong rồi để thịt nó ráo lên, đi vô bắt nước rồi canh lên rồi đảo ra bạn. Nó sôi lên cũng thịt. Bắt đầu thổi rồi đây. Chứ chưa nóng nó vừa thổi tới mê luôn. Coi thêm miếng thịt chứ nồi canh thấy nó sang lên liền. Nấu không thì nó không sang đúng không? Ừ. Thì miếng thịt nó sang lên. Xíu nước màu cũng vào chứ anh chị ơi.
nước vào đường. Nước vào đường. Đường chị Hương Thắng á. Sẽ bắt cái bếp cái bên để kho thịt. Gió quá không dính gì đâu, bữa nay gió ầm ầm luôn. Hôm nay gió như gió tới đi thí liệu. Này bỏ vô cửa thì nó bỏ vô nó có sâu vậy. Rồi bây giờ thí liệu sẽ thử tỏi để thử thịt để nấu canh. Tỏi vàng giờ thí điệu cho nước mắm đồng vô. Tốt quá ha. Quá vậy tốt. Tốt quá cũng ớn nha. Không, mình ngâm nước muối lâu mà không sao đâu. Lâu ăn là cái không sao đâu. Có nước dừa thì mình cho nước lạnh cũng được, chứ không cần thiết nước dừa. Nhà mình dừa nhiều à. Giờ nước sôi, giờ chỉ thí liệu sẽ cho rau vô. Vừa ăn rồi thì anh nhắc xuống ạ. Nhắc xuống được rồi. Bỏ miếng hành vô. Cho miếng tiêu vô. Hộp, hết sức hộp.
Bà con chú em món canh thí dụ là nấu chín rồi, cũng như là món sườn gam đã chín rồi, nhìn hấp dẫn quá bà cô chú ơi, thơm phức à. Ở đây có thêm mấy trái chuối nữa bà cô chú, cái này là chuối sim đen. Là gió gì gió tết rồi, con cùng với lại thí điểu và bé nhiệt quê mà ăn bà cô chú ăn cơm nha. Anh có thấy nó nhiều mà nó không trúng luôn. Đi cũng chứ. Cái xà lách xo. Đâu đâu chứ. Cái xà lách xo mà cứ nói do mắm đồng mà chấm cũng ngon mà, nói chung là cái gì làm cũng ngon. Ừ, đúng rồi, ha. Đi bắt cá nữa Quy. Đi hồi mệt thở nổi ngồi. Ngồi đóng. Tại mấy nay con biết sao mà chú không chở bé Vi ra chơi không? Tại bé Vi lúc này chạy hai xô, tại vì sáng chiều nó lấy ra với chú không có chở ra chơi được. Nhắc bé Vi hoài luôn á, thấy được. Chúng kêu anh chở nó ra chơi mà nó chụp lại nó làm hai xô rồi. Ra đây xô nó làm nổi không? Anh thấy cái này hết chén trước à? Ngon quá. Trời chín tối quá trời luôn. Ăn này nhớ bà ngoại của anh. Đó bà ngoại ăn ăn cơm trước là vậy không nè bé. Mấy đũa sẵn vậy đó.
có miếng bà gội vô cái bé nhỏ nhất luôn. Cũng ngon đúng không? Mai mốt em nấu miếng cá cho anh ăn. Miếng cá ăn vàng á. Bữa mình ăn một lần, bữa mình về ăn giang á. Đâu cũng thấy vậy ừ, thì bún cá bởi vậy cái món đó là món đặc sản bển luôn á, giống như bên đây anh đi đâu đông cũng thấy bún lèo vậy, bởi thì bún cá trong đất. Đây là bún lèo. Cơm khác thì chị hai ăn. Tạo tạo luôn. Không có cơm khác thì chị hai ăn. Mình chú con ba chén à. Mà đi cái lưới mà không có Nhật Huy là cũng khó, còn dính cá nhiều vậy. Có Nhật Huy nó phụ hợ cũng đỡ chứ không? Nhờ Nhật Huy đứng cầm cái cán lưới. Chú vô chú mới phụ chú Long được. Nó đi thì được bữa thứ bảy chủ nhật thôi, cũng hơi chịu thứ sáu. Ông bà cô chú ơi, thật sự con cũng có vài lời tâm sự để gửi đến cho ông bà cô chú như là anh chị xem kênh Trương Nhân Khánh. Thật sự ra là con xem hết tất cả bình luận. Con cảm ơn hết tất cả ông bà cô chú như là anh chị đã bình luận trên kênh của con. Nhưng mà trong một số anh chị khó tính khi góp ý cho con rất là cảm ơn. Nhưng mà nhiều cái con nói thật lòng rồi, có nhiều cái bình luận mà anh chị
vào chê bai. Thì ra anh em tụi con chỉ biết là cố gắng từng ngày để quay cho clip nó sinh động hơn và gọi là hấp dẫn hơn. Chứ anh em của con rất là thiệt tình và nhiệt tình đó. Thì con rất mong là quý ông bà cô chú như là anh chị mà xem có gì thấy sức thông cảm bỏ qua cho mấy anh em của con. Còn vấn đề riêng về vấn đề cái trường hợp của con là có rất nhiều anh chị cũng hỏi tại sao em không có quay với vợ. Là thật sự vợ em đi là một năm mấy rồi, thì em cũng ly dị vợ là tầm khoảng 8 tháng. Thì thật sự chuyện đó là chuyện đó là chuyện của gia đình của em, rất là buồn luôn anh chị, ông bà cô chú. Nhưng mà không bao giờ mà lên clip mà để mà phân trần nhiều về đi về sâu bên trong. Nhưng mà rất là nhiều clip thì con cũng như là em đã nói rất là rõ chuyện của con là ly dị vợ. Nhưng mà có nhiều anh chị hỏi thăm thì em rất cảm ơn, nhưng mà nhiều anh chị vô rồi nói như thế này như thế kia thật sự rất là khó nghe. Nhưng mà một lần nữa em rất mong mấy anh chị khó tính thì thông cảm cho em lại khi em không có nói rõ hết trơn, tại vì chuyện gia đình của em mới nói là chuyện buồn, với thành thử ra là em không bao giờ mà em nói lên trên YouTube để làm gì. Chuyện của gia đình em mà tự động em biết em đang làm gì, giống như là hiện tại giờ em vẫn ở nhà, em vẫn nuôi con của em, vẫn hàng tháng cũng chăm sóc bé Phi. Và còn chị mà đưa rước bé Phi đi học á, là mẹ ở nhà là mẹ đi tới vô trường học thì kế bên nè à. Nữ ra mẹ là nói với lại em á là thôi gắng cố gắng làm ở trong đây để mẹ đưa rước bé Phi. Có nhiều anh chị lên thì cứ thật sự ra thì cũng không có đâu xa, nhưng mà em biết hết trơn à. Nhưng mà thôi rất mong bà cô chú xem mà thấy những cái bình luận như thế đó thì qua clip này thì rất mong là ông bà cô chú xem và thông cảm cho con, tại vì con cũng đang cố gắng quay YouTube tập trung, chủ yếu là tập trung làm sao để cho kênh nó, một ngày nó hay hơn và phát triển hơn. Thì con cũng có làm kênh là Hương Liễu Miền Tây đó, thì ông bà cô chú vài bữa nữa thấy mấy anh em con sẽ đăng clip lên thì có những clip rất là cực khổ. Cái đó là mấy anh em con ai cũng vậy, ai cũng cố gắng để mà cho có cái clip nó hấp dẫn hơn. Thì một lần nữa thì con cảm ơn bà cô chú rất là nhiều, bỏ thời gian ra xem video. Con có nói gì mà sai và không đúng, cảm ơn bà cô chú bỏ qua cũng như là anh chị bỏ qua cho em. Ở con cùng với lại Thí Liễu và bé Nhân Quy, cảm ơn bà cô chú một lần nữa. Và hẹn gặp lại bà cô chú vào ngày mai nha. Bye bye. Chào tạm biệt bé nha.